rộng lớn. Chọn số lớn nhất. Rộng lớn chảy qua 11, đi qua 11 quốc gia cũng là rộng lắm rồi đó. Thấy không? Bây giờ xin mời đáp án. Chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu này. Đáp án của chúng ta là đáp án A, 11. Và chúng ta cũng nhận thấy trên màn hình cũng có nhiều vị khán giả chúng ta trả lời không chính xác câu này. Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ gặp lại quý vị ở những vòng thi tiếp theo, đó là vòng 3 và vòng 4. Và xin quý vị đã trả lời chính xác những câu hỏi vừa qua, chúng ta hãy cố gắng để tiếp tục trả lời chính xác câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Vòng loại giải cầu lông đồng đội thế giới Thomas và Gilbert Cup khu vực châu Á năm 2008 có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Chúng ta xin lưu ý giải cầu lông đồng đội thế giới Thomas và Gilbert Cup khu vực châu Á năm 2008 có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia? Đó phải là một con số nguyệt. Rất tiếc là cả hai đội chúng ta không còn cơ hội để tranh giải thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Nhưng các bạn vẫn còn có cơ hội đem thêm một chiếc đầu máy karaoke hiệu Shinka về nhà. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn đưa ra con số 22 và đội 2 là 23. Tôi tin chắc đây là cảm giác mà thôi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Đáp án của chúng ta là 14. Và giải sẽ được khai mạc tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai, ngày 19 tháng 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại màn hình xem quý vị khán giả nào đã may mắn ở vòng thi này. Một lần nữa nàng Kitty của chúng ta đã trả lời chính xác. Như vậy là hai lần liên tiếp nàng Kitty ở vòng 1 và vòng 2 đã trả lời chính xác câu hỏi này. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng tôi công bố kết quả của vòng thi thứ 2, mời quý vị và các bạn một lần nữa chúng ta theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Bạn vừa theo dõi lại những hình ảnh về chương trình thử thách trong suốt một năm qua. Và chúng tôi vẫn hy vọng rằng với những điều mà chúng tôi đã thực hiện, chúng tôi sẽ cố gắng tạo nên một chương trình thử thách phiên bản mới trong thời gian sắp tới. Và chúng tôi cũng vẫn hy vọng được nhận sự đón theo dõi và tham gia của tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thi thứ 2. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng đội 1, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Shinka. Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin chúc mừng quý khán giả chọn biểu tượng là nàng Kitty có số điện thoại 0168 576 8263 đang hiển thị trên màn hình của chúng ta. Và chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại di động là 0168 576 8263 đã nhận tiền thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị bước sang vòng thi thứ 3. Và trước khi bước sang vòng thi thứ 3, mời quý vị và các bạn dành phút cho quảng cáo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ 3 của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng thi thứ 3 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Shinka và một điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Đây là vòng thi gần áp chót, nhưng mà chúng ta chỉ còn một vòng thi nữa thôi là chúng ta bước sang vòng thi thứ 4 để xác định xem ai sẽ là chủ sở hữu của phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay là chiếc xe Subaru Sapphire.
Nhưng trước tiên xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một phần thử cũng rất hấp dẫn, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8308 để trả lời những câu hỏi của chương trình chúng tôi. Sau đây là nội dung của câu hỏi số 1. Porto là thành phố của quốc gia nào ở châu Âu? A. Bồ Đào Nha. B. Tây Ban Nha. Và C. Thụy Sĩ. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Nếu bạn nào đã từng theo dõi môn bóng đá thì các bạn dễ dàng nhận ra được Porto thuộc đội nào, nước nào, phải không ạ? Xin mời đáp án của cả hai đội ạ. Đội 1 các bạn chọn đáp án A, đó là Bồ Đào Nha. Và đội 2 các bạn chọn đáp án A là Bồ Đào Nha. Các bạn biết thông tin này dựa vào đâu ạ? Anh đây, anh hay xem đá banh nên là bạn. Bạn thích cầu thủ. Đúng rồi. Ở đây, câu hỏi này thì bạn nào mà đã từng xem bóng đá thì chắc chắn thì cũng sẽ trả lời được câu hỏi này rất dễ dàng. Thế thì ở đội Porto bạn thích cầu thủ nào? Em thì em chỉ biết cái thủ đô Porto nó nằm ở Bồ Đào Nha thôi, còn nói chung đội bóng thì em không rành lắm. Ở Bồ Đào Nha mà biết cầu thủ nào không ạ? Ronaldo hiện nay đang đá cho Manchester United, bên ngoài đó là một cầu thủ rất nổi tiếng. Còn gì nữa? Luis Figo nữa. Thôi đủ rồi đúng không ạ? Còn các thành viên đội 2 các bạn dựa thông tin này có phải là do một thành viên nam còn lại không? Dạ, tụi em cũng ít coi đá banh nhưng mà em cũng biết Porto là thành phố của nha. Là biết cách nào cũng được, miễn sao trúng là được, phải không ạ? Và bây đây sau đây xin mời cả hai đội cùng quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Bồ Đào Nha. Và xin chúc mừng cả hai đội cùng quý vị chúng ta đã trả lời chính xác câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Nội dung của câu hỏi số 2 như sau. Chợ Viền là phiên chợ xuân của vùng nào nước ta? A. Quảng Ninh. B. Nam Định. Và C. Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Xin mời đáp án của cả hai đội ạ. Chúng ta cũng biết chợ Viền ở Nam Định mỗi năm chỉ họp đúng một phiên kéo dài từ đêm mùng 7 đến rạng sáng mùng 8 Tết. Có chắc chưa? Có đúng chưa? Có xem một vài chương trình của VTV3 về hành trình văn hóa, em có thấy cái đó. À, xem chương trình hành trình văn hóa của VTV3. Dạ. Trong đó có nhớ chi tiết này, thông tin này? Dạ, em nhớ chi tiết. Nhớ chính xác, không có nhớ mang máng. À, đội 2, các bạn vẫn chọn đáp án B. Tôi thấy lúc này gương mặt của bạn tươi hẳn hơn hồi nãy rồi. Vì vậy là cảm giác lúc này là chính xác phải không ạ? Tại vì lúc nhỏ thì em cũng đã đi chợ Viền Nam Định một lần. Đi hồi nhỏ mà tới bây giờ vẫn còn nhớ. Dạ. Yeah. Hay quá. À, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Nam Định. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với câu hỏi số 3. Nội dung của câu hỏi số 3 như sau. Máy bay phản lực đầu tiên đã được chế tạo bởi quốc gia nào? A. Nga. B. Mỹ. Và C. Đức. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Chúng ta cũng biết đây cũng là ba cường quốc về sản xuất các thiết bị điện tử nói chung, phải không ạ? Có nền công nghiệp rất là mạnh. À, đặc biệt đó là nền công nghiệp quân sự. Chúng ta cũng thấy đây là ba cường quốc, phải không ạ? Các bạn phải hết sức cân nhắc ở câu hỏi này, hết sức cẩn trọng. Xin mời đáp án của cả hai đội. Thôi còn nhỏ chúng ta cũng không có rành tới vũ khí lắm. Phải không ạ? Đội 1 các bạn chọn đáp án B. Và đội 2 các bạn chọn đáp án A. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các bạn. Chúng ta không quan tâm chuyện này xảo rào, phải không ạ? Vậy thì đâu có lý do nào mà chúng tôi nói trật được.
Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Chắc chắn đó là đáp án A, FE. Xin chúc mừng quý vị và các bạn chúng ta trả lời chính xác. Và bây giờ là nội dung của câu hỏi cuối cùng chương trình của chúng tôi. Và quyết định xem quý vị khán giả hay là một trong hai đội chơi của chúng tôi sẽ sở hữu chiếc xe Super Sapphire. Tại vì tính đến giờ phút này thì cả hai đội, đội 1 và đội 2, các bạn đều được 60 điểm. Điều đó có nghĩa là các bạn đều có quyền bước vào câu số 4 cùng với quý vị khán giả để xác định được ai sẽ là chủ sở hữu của chiếc xe Super Sapphire. Và bây giờ là nội dung của câu hỏi. Chuyến bay đầu tiên bằng phương tiện máy bay được thực hiện vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Như vậy là để bù lại câu hỏi số 3 vừa qua, các bạn không biết có gặp khó khăn gì ở câu hỏi này hay không. Chúng tôi thấy hai đội tranh luận rất là căng thẳng, nhưng mà thường kết quả của sự tranh luận đó là chỉ còn nước nhìn chiếc xe Super Sapphire mà thôi. Nếu mà các bạn không có sự tranh luận nào, các bạn đưa ngay ra đáp án thì cơ hội các bạn còn đến gần lắm. Đội 2 vẫn còn đang tranh luận. Các bạn tranh luận càng nhiều thì cơ hội các bạn nhìn chiếc xe Super Sapphire xa dần càng lớn. Các bạn đã ổn định chưa? Hồi hộp quá. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đối với đội 1, chiếc xe hiện nay đang chạy cách các bạn 50 km. Khi đáp án của các bạn là 1941. Đội 2 là 1901. Thảnh thờ. Tại sao các bạn có con số 1901 ạ? Em nhớ là hồi năm 2001 có kỷ niệm một cái lễ gì đó về chuyến bay đầu tiên đó. 2001 có tổ chức lễ kỷ niệm chuyến bay đầu tiên. Dạ. Có không? Tức là kỷ niệm cái số rất là tròn của chuyến bay đầu tiên. Là có kỷ niệm một... không? Dạ có. Kỷ niệm. Đơn vị nào tổ chức? Tức là thế giới, tức là kỷ niệm chuyến bay đầu tiên của loài người của hai anh em nhạc Wright. Thế giới có kỷ niệm thấy không? Không. Tôi phải dò lại có đơn vị nào tổ chức. Dạ năm 2001 không? Dạ. Không có đâu. bây giờ thì xin mời hai đội chúng ta coi là có tổ chức vào năm 2001 hay không, mà chúng ta sẽ coi ngay thì biết ngay liền. Đáp án của chúng ta là 1903. Chúng tôi rất là tiếc. Đội 2 các bạn đã con số 1901, chỉ có 2 đơn vị nữa mà thôi thì các bạn đã nhận được chiếc xe Super Sapphire rồi. Đúng không? Chỉ sai có 2 năm thôi. 2 năm cũng đằng đẵng lắm, phải không ạ? Nhưng mà các bạn đã đưa ra con số 1901, đó là một điều rất xuất sắc. 2 đơn vị nữa mà thôi là các bạn nhận được chiếc xe Super Sapphire, cho nên các bạn thấy cái đầu xe hiện nay đang xây ra chỗ khác rồi đó. Phải không ạ? Rất tiếc, phải nói là rất tiếc. Và như vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị công bố kết quả của vòng thứ tư và cũng sẽ biết ngay được quý vị nào may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi chúng ta đến với phần công bố kết quả, mời quý vị và các bạn chúng ta dành phút cho quảng cáo. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thứ tư. Và như chúng ta đã biết, rất tiếc đội 2 các bạn đã đi gần tới cái giải thưởng cao nhất của chương trình của chúng tôi, chỉ cách có 2 đơn vị nữa mà thôi các bạn đã nhận được giải thưởng. Nhưng mà dù sao các bạn cũng còn phần ăn mũi, đó là đầu máy karaoke Hiệu Sơn Ca. Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được chúc mừng quý vị khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0168422 8460 đã chọn biểu tượng một lần nữa là nàng Kitty trên màn hình của chúng ta, đã may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại di động là 0168422 8460. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng. Kính mời đại diện của nhà tài trợ lên trao giải. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trao giải thưởng của vòng thi đầu tiên. Và
Giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0973 419 847. Và chúng ta xin trao giải thưởng điện thoại Sony Ericsson VK200i. Phần thưởng này được dành tặng cho đội 1. Chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ hai. Trước tiên cũng là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và phần thưởng này một lần nữa dành tặng cho đội 1. Xin chúc mừng các bạn rất may mắn. Và chúng ta đến với giải thưởng chiếc điện thoại di động thứ hai. Đây là điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Và phần thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại di động 0168 5768 263. Và chúng tôi xin chúc mừng bạn. Chúng ta đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ ba. Giải thưởng trước tiên là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này thuộc về đội 1. Chúc mừng các bạn. Và giải thưởng chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Đây là điện thoại cuối cùng. Chúng tôi xin được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại 0973 949 387. Và xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng cuối cùng. Trước tiên là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và phần thưởng này đã thuộc về đội 2. Chúc mừng các bạn. Các bạn đã rất là nỗ lực ở vòng thi cuối cùng, đã đưa ra một đáp án rất chính xác. Tôi nghĩ các bạn sẽ rất tiếc, phải không ạ? Và đây là chiếc xe Super Xavier, phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin dành tặng cho quý khán giả đã may mắn nhất có số điện thoại di động 0168 4228 460. Và trên màn hình của chúng ta đó là nàng Kitty. Nàng Kitty hôm nay rất may mắn đã trả lời rất chính xác ở 3 vòng thi tất cả. Như vậy là chúng ta đã xác định được người sở hữu giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có rất nhiều quý khán giả đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và xin kính mời quý vị và các bạn đến nhận giải thưởng ở địa chỉ công ty Dân Thanh Long số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin lặp lại, địa chỉ nhận giải thưởng là công ty Dân Thanh Long số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ 0891022158 để nhận tất cả những giải thưởng của mình. Chúng tôi ghi nhận được có tất cả 24.648 lượt quý khán giả đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và tham gia chương trình thử thách trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình thử thách phiên bản mới trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.